Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Chúc mừng các anh chị và các bạn đã đến với clip của mình ngày hôm nay. Hôm nay mình xin làm clip ngắn để nhận định về thị trường trong tuần tới và những cái nhóm ngành chính và xuống thị trường trong tuần tới. Thì đầu tiên nhận định về thị trường trong tuần trước thì cái tuần trước là một tuần khá tích cực thị trường chung. đang ta cùng xem biểu đồ tuần nhé. Đó. Khi đóng cửa thì nằm trên nửa trên của thanh ba và gần như là có 3 tuần đi ngang, 3 tuần siết chặt ở vùng địch ba tuần sẽ chặt và tuần trước bắt đầu có khối lượng giao dịch nó gia tăng và khối lượng giao dịch gia tăng tức là cái dòng tiền bắt đầu quay trở lại và quan trọng này là giá đóng cửa giống như là phần trên của thanh ba khá tích cực và nó đang có 3 tuần gần như đi ngang thì rất dễ là cái trạng thái này thì trong tuần sau thì nó có trạng thái là nó sẽ quyết định xu hướng thị trường chung thế vậy mình cùng đi đến các nhóm ngành xem cái xu hướng của các nhóm ngành như thế nào thì liệu là cái thị trường nó đang nghiêng về xu hướng tăng nhiều hơn hay xu hướng giảm nhiều hơn thì mình cùng đi qua các nhóm ngành nhé Đầu tiên mình phân tích đến nhóm ngành ngân hàng Ngân hàng thì có khá là phân hóa Khi một số cổ phiếu thì đang rất là tốt Ví dụ như là MBB à. oh, sorry đây là biểu đồ tuần Tuần MBB thì nó đã có tuần là uh, Vân đỉnh này Nó té lại cái volume nhỏ dần và tiếp tục một tuần xác nhận tăng giá tiếp thì khả năng Thế là tuần sau nó sẽ tiếp tục là tăng giá Chặt ngày của nó này à. nó có cái phiên test lại như volume nhỏ Nhờ những phiên test lại những phiên bán giảm điểm volume nhỏ rất là tích cực yên tăng thì volume tăng nó vượt qua đỉnh này. và nó test lại hai lần và nó xác nhận cái này Cái này có thể các anh chị mở mua là điểm mua chuẩn có thể các anh chị có hàng tuần sau thì khi nó xác nhận vượt qua cái vùng 35 này có thể gia tăng Đấy, bởi vì khá tích cực mình nói đến các cổ phiếu tích cực trong dòng ngân hàng trước nhé hôm thứ sáu giờ VB Bank. VB Bank thì còn nổi lên là VPBank VPBank bắt đầu nó có những phiên hai phiên tiền vào này tìm vào khá là mạnh và quyết định nó đẩy giá lên và cổ phiếu đóng cửa tuần xem chặt tuần thì là khá tích cực nhé dễ là tuần sau là nó sẽ có cái xu hướng nó vượt Nó nó tiệm cận lại cái đường chân ai giảm giá của nó thôi là tuần sau có khả năng nó sẽ vượt thoát cái vùng này thì anh chị có thể chú ý đến cổ phiếu VPBank MVB thời đang cổ phiếu BIDV BIDV thì nó cũng đã vừa thoát Vào những cái vùng segue lớn rồi Và nó đang có trạng thái test lại Nó đang trạng thái test lại vùng này Nó vẫn đi ngang với vùng thấp Thì bây giờ nó cần một cái xác nhận Cần một cái xác nhận đi lên Nó cần một cái xác nhận đi lên như này thì khả năng cao là cái volume nhỏ này thì khả năng nó rất dễ là còn xuống xác nhận đi lên Nếu mà dòng nhân hàng độc thuận thì đây là những cổ phiếu đáng chú ý trong ngân hàng đó là MBB, TPBank, BAB, BID cùng với trạng thái BID chúng có STB đó, thì là cũng cùng trạng thái Đấy, BID tuy nhiên nó không được đẹp bằng BID đó, thì nó cũng có những phiên đi ngang nó tạo được vùng nền giá đây Để vùng nhỏ khá tích cực đây là những cổ phiếu tích cực trong ngân hàng còn các cổ phiếu còn lại các cổ phiếu nhỏ thì các anh chị có thể quan sát thêm nhé hay những cổ phiếu khác như là Techcombank Tết công banh thì nó khá yếu nhưng nó đang đi ngang và nó gãy mất cái nền này nó đang đi tuy nhiên cái volume khá là nhỏ thì có thể là xem trên cái phục của các phiên sau nên cổ phiếu này thì chưa đáng chú ý lắm nó vẫn đang nằm trong cái kênh giảm giá thì có thể nó sẽ tạo cái mẫu hình đây nó sẽ tạo cái vòng cung đây Đấy, nếu mà tích cực thì sẽ tạo vòng cung như này Đó. thì khi nào nó xác nhận đi lên và tạo vòng cung lên thì anh chị có thể theo dõi trở lại tuy nhiên là bây giờ chưa cần quá chú ý đến các công anh đây là một cổ phiếu cơ bản tốt tuy nhiên là kỹ thuật thì chưa ổn ngoài ra thì còn cổ phiếu tiên phong banh cũng rất là mạnh trong nhóm ngành ngân hàng thì anh chị có thể theo dõi cổ phiếu này Đấy, nó đang siết uh, chặt dần ở trên mục đỉnh Đấy, và những phiên tiền vào mạnh những phiên giảm giá nhỏ đang chú ý anh cũng có mbb tiên phong banh đây thì mình tạo một cái wallet để cho anh chị theo dõi ở đây nhé chú ý tuần tới tiên phong banh mbb fpb bid Đó. để thêm uh, Bank nữa Đó. Đó. thì đây là mình uh, ngân hàng có rất nhiều cổ phiếu thế nên mình review cổ phiếu lớn và đây những cổ phiếu theo mình là đáng chú ý trong dòng thì mình để kê đây để các chị và các bạn theo dõi về đưa ra những cái quyết định đầu tư cho mình tiếp theo chúng ta cùng đi đến dòng uh, chứng khoán nhé chứng khoán thì mình đi các cổ phiếu lớn nhé các cổ phiếu mạnh trước nhé à, thì theo mình các cổ phiếu mạnh trong chứng khoán đang có VDS này VND này BSI AAS và một số cửa biểu khác thì anh chị tìm hiểu nhé Hình như con VDS thì nó đã vượt đỉnh rồi đã, vượt đỉnh rồi và nó đang có hai phiên nó phiên test lại từ vô nhỏ khá tích cực cổ khác nhân viên đi nó có phiên tăng khá mạnh tuy nhiên là nó tăng hơi dốc và nó gặp cái vùng khá cự đỉnh cũ thì bị áp lực xuất lời là chuyện bình thường thì cái phiên tuần sau này xem nào nó thì vừa có cái quyết định là tăng vốn khá đáng chú ý cổ phiếu BSI thì đang tạo mô hình vai đầu vai à, Nó tạo mô hình vai đầu vai Đây Vai đầu này. Và vai ngược Và đây các chị có thể chú ý cổ phiếu này à, Mô hình vai đầu vai ngược và break của nó thì là cái điểm mua chuẩn của nó là nó khi vừa thoát qua vùng này à, xác nhận qua đây thì trước thì mình đã vào hàng cái cây này rồi và cây này à, thì anh chị có hàng thì có thể theo dõi khi có thấp vùng 4.2 thì gia tăng à, trước mắt kỳ vọng nó về đỉnh vùng đỉnh cũ ở à, anh như vùng này à, trạng thái này rất là dễ là chứng khoán nó đã có thể, bắt đầu có tiền vào à, VND này as này VDS này hay là SSI các cổ phiếu lớn thì bắt đầu có tiền vào thì khả năng cái trạng thái này này nó đi ngang có tiền vào rồi khả năng dễ là sẽ có phiên bùng nổ MBS này là trạng thái tương tự nhau còn MBS này nó vượt cái kênh giá giảm giá này anh chỉ phí nhá dòng này thì có FTS thì nó chạy chưa nó vượt kênh giảm giá đây nó đi ngang tạo đền tiếp tục xác nhận tăng và tạo đền tiếp đây trạng thái rất là đáng chú ý còn về đấy, à, FTS này cũng khá chú ý đây. FTS. SSI. Thế lại những cổ phiếu mà mình thấy cái cấu trúc khá ổn mình cho vào các anh chị chú ý nhé thêm nhé. Tiếp theo chúng ta đi đến dòng thép. Dòng thép thì có những cái phiên uh, nó đang đi ngang. Đúng như là kịch bản. Nó đang tạo cái vai bên phải. ở đầu đây à, tạo ra bên phải này nó break qua đây vùng này thì anh chị có thể tham gia đánh một nhịp lên uh, cái phần đỉnh cũ à, để nó sẽ lên đây thì cái dòng này đáng chú ý chú ý con NKG NKG thì đang khỏe nhất trong dòng thì ý 2 anh NKG thì yếu hơn nhưng tuy nhiên volume nhỏ này khả năng tích cực rất dễ là có phiên bật lên nó sẽ có dòng sự đồng thuận này có trong một vài phiên tới nó sẽ có dòng bật lên có dòng thép hãy chịu dí dòng thép nhé HPG mình vẽ trước kịch bản ở đây volume nhỏ dần rồi thì rất dễ là khi volume nó cạn kiệt thì khả năng nó sẽ xác nhận xu hướng thì rất dễ là sẽ có những phiên xác nhận tiền vào nếu mà tiền vào mạnh thì sẽ bật lên trên có ít dưới thì khả năng mình là không cao lại mô hình vai đầu vai đa số đoạn này để đầu vai đầu vai ngược mô hình này thì anh chị có thể đánh một nhịp ngắn lên vùng đỉnh cũ được dòng thép cũng khả năng tích cực rất dễ nổ dòng uh, banh thì đang luân phiên, một số cổ phiếu luân phiên bùng nổ. tuy nhiên không phải cả dòng mà nó có cổ phiếu có câu chuyện mà đang luân phiên thôi. anh chị phải chọn lọc nhé. dòng uh, chứng khoán thì cũng uh, đang trạng thái tín nhiệm khá tốt, uh, banh chứng thép khá là tốt. dòng bất động sản, bất động sản thì có những uh, cũng khá, khá phân hóa. khi một số cổ phiếu thì nó vẫn đang tiếp tục là tăng giá của nó như HTN này, hay là đất xanh này đã vượt đỉnh rồi. Những cổ phiếu khác thì nó đang tích lũy ở vùng dưới tuy nhiên là khá là tốt. bắt đầu nó đang cân bằng lại. cổ phiếu này đích nhịp giảm khá là mạnh, tăng mạnh giảm mạnh và bắt đầu hồi lên cũng khá mạnh. Và nó đang cân bằng trạng thái này cũng bắt đầu khá là chú ý. có thể là trong tuần sau đáng chú ý trong này. Đã. chị thêm đáng chú ý những cổ phiếu này. các cổ phiếu cũng mang tính chất là đã đang ở trong kênh nhà giá tam giác này sau đáng chú ý vậy là dòng bất động sản cũng tích cực cái mình giá khá tích cực những cổ phiếu nó đang rơi phần xuống đáy nó hồi phục khá là mạnh Đó. dòng này có một cổ phiếu khá đáng chú ý Đó là hút này nó đang tăng ngược thị trường con này thì chắc là hơi bao cung một chút đoạn này nhưng mà này nó đánh rất là đi này rất là chắc chắn và bật lên rất là đẹp và pha nó rút này. ngoài ra thì còn cổ phiếu HD6 H6 thì tim mình đã tham gia ở cây này Điểm mô chuẩn tim mình đã tham gia cây này Vùng 37.x khi nó mưa nhú 37.4, 3.5 là tim mình đã tham ra quanh quanh đây rồi Đó, Và gia tăng cuối phiên là gia tăng đủ Anh chị nào gia tăng muộn thì phiên sau là gia tăng nốt Đó, thì Cổ phiếu này đã đang có tính nghĩa khá tốt Chặt tuần này. Chặt tuần nó xác nhận vượt Nó có nhịp tăng giá mạnh này Sẽ gây tính vi khoảng gần 3 tháng Đấy, Những cái nhịp giảm này, volume giảm Tăng volume tăng, giảm volume giảm Rất tích cực đây sẽ nhận tiền vào tuần vừa rồi vừa đỉnh thì Các anh chị có thể theo dõi cổ phiếu này Hiện cái, nó đang qua cái vùng để mua rồi Để mua thì thường mình chỉ nghĩ để mua quanh 5% từ vùng nền giá thôi Thì nền giá đây mình kéo lên 5% trăm. Thì loanh quanh tầm 44, nếu mà có điều chỉnh về vùng 44 thì các anh chị có thể tham, quan, tham khảo tham gia được Hoặc là càng sát cái vùng nền giá 41.8 này thì càng tốt Điều anh chị do tốt hơn nếu các chị muốn nhận người khuyến nghị sớm trong phiên thì có thể là tham gia vào team của mình bằng cách là do vào cái zoom của mình để cộng đồng ở dưới hoặc là nhắn tin zalo cho mình sau đó mình sẽ cho so vào zoom để khuyến nghị trong phiên và nhanh hơn những cuộc phiếu như này à, mình đi đến dòng một dòng khả năng chú ý tiếp theo là dòng, dòng dầu khí nhé dầu khí chúng ta cũng check qua giá dầu chỗ này đây là giá dầu khí này thì phiên vừa rồi là có cái thông tin chiến tranh nga này ở ukraine thì nó tăng rất là mạnh tuy nhiên cuối phiên nó không giữ được đà tăng và nó bị bán ngược lại nó vẫn tăng một một phần trăm phiên sau thì nó đầu giảm giá tuy nhiên là tích cực nó là nó vượt qua cái vùng đỉnh gần nhất của nó là vùng 80 đô này và nó đang xoay quay trên vùng này nó đang neo giá vùng cao thì theo mình đánh giá là những cái thông tin kẻ không có những thông tin chiến tranh thì giá dầu nó vẫn tăng khi mà dịch covid nó qua đi thì cái sự giao thương buôn bán trở lại thì cái nhu cầu về nhiên liệu sẽ tăng cao và bên châu thì đang có bước vào mùa đông nữa thì nhiều nhu cầu nhiên liệu tăng cao vậy là dòng dầu khí mình đánh giá là đang điều chỉnh uh, ngắn hạn tuy nhiên vẫn khá tích cực anh chị có thể tham, theo dõi và tham gia tìm điểm vào với các cổ phiếu như PVS này Đó, nó xác định vượt đỉnh rồi có thể, nhịp điều chỉnh là cái nhịp cơ hội cho anh chị chưa có hàng để uh, theo dõi nhưng nơi điều chỉnh tích cực thì có thể tham gia PVS VD PVD thì nó có thể test lại cái vùng đỉnh này Đó, vùng 32 hai anh chị có thể theo dõi vùng này khi nó vô cạn kiệt và xác nhận tham gia trở lại các anh chị để tham gia nếu mới tích cực thì phải là bật lại luôn thì tổng quan lại thị trường là mình đánh giá là cái xu hướng tăng là nhiều hơn nên mình nhận định là thị trường tuần sau thì cái khả năng thị trường nó vượt đỉnh nó cao hơn nên các chị chuẩn bị tâm lý để mình tham gia vào những cái dòng cổ phiếu mạnh cái dòng cổ phiếu mạnh mình đã chú ý tuần tới đây dòng chứng khoán ngân hàng thép các anh chị tự lọc thêm các dòng thép Thép thì có NKG. Làm chú nhất. Hai dòng dầu khí thì mình có PVS. Và PVD. Đây là những cổ có câu chuyện. Về cái dòng tăng giá lâu dài. PVD này thì gồm có 6 giàn khoan. Đây, giàn khoan của nó có 6 giàn khoan. Nó là khá là doanh nghiệp có nhiều giàn khoan lớn. Và hiện tại mình đã theo rồi mình tìm hiểu thì nó cho thuê hết rồi mình lợi nhuận trong năm 2022 khả năng sát đột biến anh chị có thể đi theo PVD PVS nhé Tôi xin chào chị và trong các clip sau.